Thấy cái đầm thôi cho ta trơn hết đi. Chứ là hai cái túi cái phẹt bỏ tia đi bỏ xôi ăn hay gì vậy? Người ta bỏ điện thoại, bỏ son phấn người ta đắp lại. Bây giờ em nói là sân khấu giờ đèn đánh vô ca sĩ hết rồi. Một mình em phải tỏa sáng chứ đúng không? Em rất tỏa, em rất sáng Như ơi. Thôi người ta là giám khảo mình. Rồi thí dụ Kim Tiến người ta quánh vô con mắt thôi. Kim Tiến quánh vô hai bờ vai chi cho nó có chối lỗi gì chi vậy? Có làm bây giờ Thành ơi. Em đừng có cho mọi người biết rằng thật ra sau tay của Khả Như có một cái vết sẹo. Ôi vậy. Để em kể câu chuyện tại sao em bị vết sẹo. Em đi Tây Ninh em cho khỉ ăn, khỉ nó cọc nó cào em. Mày ăn ở sao khỉ nó cũng cào vô mặt mày nữa. Phải vô cho khỉ ăn là ban đầu cho khỉ ăn nhưng mà sau đó dành ăn với khỉ cho khỉ cào. Trời đất ơi thiệt. Thôi dạ. Tội Như quá à. Đáng lẽ là người, đáng lẽ là người người ta chặt chém Như thì mình là cùng hương chứ. Cùng hương với nhau mình phải bình thường chứ. Thì em bình mà em đâu có cho mọi người biết rằng sao cái tay Khả Như có sẹo đâu tự Như nói chứ bộ. Ai nói? Cứ kể tôi đi. Cái mùi lành dễ sợ luôn anh Nghĩa. Trời đất ơi. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.